anh Huy Lên chuẩn bị về cả nhà ơi. Bây giờ cũng tiện. Thấy thương ảnh ghê cả nhà. Sáng là làm nhân viên phục vụ. Nhận không bùm bùm. Bữa chị bữa nghe chị bùm hát anh trả luôn á chị. Ngón tay chị lên. Tay. Hát có đủ 10 ngón à. Ok, hát đủ 10 ngón. Chín ngón là ổng ổng rồi. Rồi, lần về cả nha. Bye bye người đẹp. Thôi. Út. Lát xíu gì gặp không? Đẹp 1 2 3. Rồi lặng đi, lẹ đi. Anh đi tìm thang đi, để tôi đi quân phủ không anh? Chụp cái gì bơm vô là cái thằng nhân viên luôn không mấy nghe luôn á. Trời bay vô trễ quá. Thông tin trễ quá. Em biết cái giờ làm việc của anh chưa? 6 giờ đến 10 giờ. Chủ quán hủ tiếu. Nhân viên cùng bơm. 10 giờ sẽ đến 6 giờ chiều. Và bán phục vụ quán cà phê của anh ở Lê Trần Tấn. Về tắm 8 giờ live stream. Về tắm nữa nha. Tắm live stream nữa. Live stream. Live stream tụi mình nó nghe. Live stream tới 10 giờ. Live stream hay là live stream? Live stream. Tầm 10 rưỡi làm nghề. Dạ. Đánh làm số, ngủ làm số. Đúng rồi, 10 giờ thì làm nghề hết rồi. Dạ làm số tới khoảng 10 11 giờ mới về. Có tại mày bỏ anh luôn hả? Dạ để em chở anh ra được. Đừng có trúng, không lưng bán rồi. Hả? Không lưng bán. Không, em đi làm á. À mình cứ làm dạ. Gì đúng không? À, dạ. Em chở anh ra được. Ừ. Đi. Tao có xe tới chưa đó? Bán bán rồi thì mình đi. Bữa nào gặp lại. Dạ, mọi người cứ rảnh rảnh thì cứ qua đây sáng qua đây. Nhiều khi em phục vụ ở đây thì cũng rảnh. Chờ tới ngày 7 tháng 9 giống như chờ cả năm thôi. Sao vậy? Mình cứ bình tĩnh, cái gì phải từ từ, đừng gấp quá. Ủa nghe em nhớ cái vụ bữa hát ở quán cà phê chừng nào hát anh? À dự định trong một cái tháng nhưng mà anh đang coi cái vị trí anh xếp cái sân khấu như thế nào để cho khán giả ngồi dễ coi hơn, tại vì cái quán anh giờ nhiều góc quá. Mà bây giờ mình làm cái sân khấu chỗ của mình hát thì mọi người ở ngoài lại không thấy. Đúng rồi. Mà anh đem ra giữa thì trong cái khu là không thấy. Không thấy. Không có thì thôi để tìm phòng trà làm. Phòng trà nào để sợ với nó. Từ từ. Có nãy mới đang là hát phòng trà Bến Thành, phòng trà Bến Thành đó tuyệt rồi. Giờ mình làm thông tin một đồng giao thôi mà đồng giao. Đồng giao đi, đồng giao âm thanh đó. Dạ thì để em liên lạc thử. Dạ. Đó thì từ từ đi khi nào mà xong xuôi hết em sẽ thông báo cho mọi người để mọi người đến hỗ trợ anh. Dạ. Là cái không gian bên ngoài mà để mình chụp hình nào đó nó cũng rộng rãi. Dạ. Nhưng mà nói trước khi đi coi đơn giản. Dạ thì ăn xong cứ là hàng ngày cũng việc đặt sáng thì ăn sáng cũng cứ bồi viên ở bình thường ăn xong mình uống cà phê cứ lên 386 rồi chuyển tới rồi xong mình chiều mới ăn giặt cứ vô play kim mình mua đồ ăn giặt tối thì đi coi ca nhạc xong mình 10 rưỡi về ngủ đi sáng mai cứ vậy. Không tôi nào chị chưa được ăn sáng luôn nè. Để còn mà làm em tô đi. Hết rồi vậy, hết rồi. Mới thấy còn mà. Hết rồi. Qua trễ quá rồi. Hồi sáng anh đặt từ hồi sáng giờ đó bơm bơm ơi. Anh còn anh là xong luôn rồi hết luôn. Có anh tại giữ cho anh. Không nè. Ăn chưa? Sáng giờ no rồi, đừng cho ăn nữa, tướng bự. Anh bữa giờ anh đi đâu không thấy anh. Mới làm tô hôm qua đó. Ờ, review rồi. Bữa giờ nói gì quê với em? Em chưa kêu review, em chưa được ăn để em review. Em là... chưa được ăn luôn hả? Tô tiếu đang bây giờ nè, để em chia sẻ cái thông tin này rất là vui luôn. Có nghĩa là mấy hôm nay là em hậu nhân về quê. Đó thì có một cái thông tin là em hậu nhân là chia sẻ về là ông và vợ đó có chia tài sản gì đó thì em vô em rất là vui mà anh em muốn một quê ngày hôm qua quá trời.
Ủa sao anh vô mà sao mặt anh kỳ vậy? Nói chung là anh đang khỏe, nó thật ra là em về quê, ba của mình, ba vợ của em bệnh cho nên là em về quê mấy ngày hôm nay mới vô. Có nhiều cái thông tin ở đây là em chưa có biết. Chị bữa giờ không thấy anh đâu bây giờ. Bữa giờ trốn luôn á. Mới xuất hiện rồi. Cũng vậy, gia đình mình đang hết mà mọi người cũng có, em cũng vậy đi làm. Tất bật gì đó cuối cùng cũng về với gia đình chứ sao. Đúng rồi, không có chuyện gì cũng đi về nhà tìm gia đình chứ giờ. Vậy sau lưng mình lúc nào cũng có gia đình, gia đình rất là quan trọng luôn á. Đúng rồi, vậy. Đúng rồi. Chắc không riêng về em đâu, ai cũng vậy. Gia đình lúc nào cũng phía sau là quan trọng nhất. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Bây giờ em có cố gắng gì vét vét sao cho em tô được không? Tội nghiệp quá, lấy một bơm vô bơm vét nè. Xí quách là của bầm bầm nghe. Của bầm bầm hả? Tôi xí quách của bầm bầm á. Em hả? Đúng không? Dạ không. Không tính lấy mà khách lấy rồi chứ hả? Trời ơi cái đó ngon lắm luôn á. À bữa nay bầm bầm nhường cho khách cả nhà. Mọi bữa là thấy bầm bầm á. Em hay canh me này. Đúng rồi. Bữa nay xí quách là ngon nhất trong nồi nước lèo rồi. Nhưng mà nước miếng dữ vậy anh Hậu Nhân. Trời ơi. Nghe ăn mà. Cái cô kia bữa nó ngon nghe. bất ngờ gì hoàng giết nồi cô không có hả cô hả? Bất ngờ chưa hết rồi đúng không? Tôi cuối cùng luôn rồi đó, giết nồi luôn rồi đó. Đủ khiến người ta tiện không hiểu là đủ nha vậy rồi vô xương đây mà bỏ xương cho cô nó luôn nè. Có em gái bên đây ăn với cô gì về cô rồi vậy chị đẹp ra không có ăn rồi. Em gái đã quay lại đó. Đó, cái đó là cái ngon nhất. Đó, này, em gái của tôi đã quay lại á là lại hại ăn xưa nên có xương. Này của ai nè gì? Em gái hủ tiếu tôi. Hủ tiếu cái anh về là xương luôn, xương để riêng cái lăm nước lèo của anh. Của em bên đây nè. Rồi hậu nhân ăn cái gì nè? Vét nồi luôn rồi nha cả nhà. Vét nồi luôn rồi đó. Vét nồi luôn rồi đó. Vui quá à. Thì bỏ gan được gì? Gan nha, thiên gan đi. Nè, cũng thật là vui. Con để nước này riêng cho dì Hoàng. Nè, con để nước này riêng đúng không? Đúng rồi, ra lưỡi riêng, con này đi cho dì Hoàng nè. Cái nước lèo đâm vô cái xương, xương đâm nước lèo. Mười giờ rồi cả nhà. Mười giờ là đã vét nồi nước lèo rồi cô chú anh chị ơi. Phải vét để chia cho hai ông YouTube. Quá trời vớt vát cho hai ổng á. Không còn gì luôn ha. Rồi nào quên rồi xong rồi bỏ